Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 7 tháng 7, Bộ Cựu Chiến binh Trung Quốc vừa ra dự thảo với nhiều thay đổi mới, trong đó quy định các quân nhân Trung Quốc đã nghỉ hưu sẽ là ưu tiên hàng đầu cho việc tái nhập ngũ trong thời chiến. Những thay đổi trong quy định về nghĩa vụ quân sự của đất nước đã giải thích cụ thể cách các nhà chức trách sẽ tuyển dụng các cựu binh và lính nghĩa vụ khác trong bối cảnh nước này có chiến tranh. Theo quy định, Quốc vụ viện hoặc Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ ban hành lệnh động viên và giao trách nhiệm tuyển quân cho các cơ quan chính phủ và quân đội các cấp. Theo đó, các cựu quân nhân sẽ là một nhóm mục tiêu có thể gia nhập lại đơn vị ban đầu của họ hoặc được đưa vào một vị trí tương tự ở nơi khác. Các nhà chức trách được yêu cầu phải trợ giúp các cựu chiến binh tham gia vào các đơn vị đó. Bên cạnh việc nhập ngũ trong thời chiến, dự thảo cũng bao gồm việc tạo ra một hệ thống liên bộ cho việc nhập ngũ và nỗ lực thể chế hóa quá trình này như một phần của quá trình xây dựng chính phủ kỹ thuật số của Trung Quốc. Vào tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu sẵn sàng chiến đấu toàn thời gian và nói rằng quân đội phải tận dụng lực lượng sẵn có giàu kinh nghiệm ở tiền tuyến để cải thiện khả năng của quân đội. Và cũng vào tháng 3, ông Tập cho biết quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp và khó khăn khi đất nước phải đối mặt với các thách thức an ninh.